Đêm 12 tháng 6, các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hiện hơn 10 người trong xe cứu thương di chuyển từ tỉnh Bắc Ninh về Sơn La. Thời điểm trên, chiếc xe cứu thương đã phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Vân Hồ. Qua kiểm tra kiểm soát thì các lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe có 12 người và không có bệnh nhân. Bước đầu, những người trên xe khai nhận đi từ tỉnh Bắc Ninh về Sơn La với mức giá là 300.000 đồng một người. Tiếp tục kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên là của xe cứu thương khác. Ngay sau đó, thì các lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe thực hiện khai báo y tế bắt buộc và xử lý theo quy định của pháp luật.